Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Đầu tiên là mình sẽ nói về những cập nhật của bản uh, Lậu V8 này. Hiện tại bản Lậu V8 đang có cập nhật được đó là một số cái skin mới, ví dụ skin của con uh, Manafi này, skin của Son Galeo đã cập nhật này, skin của con uh, Shiny Mega Genga này. Và ngày hôm nay thì bản uh, Lậu V8 đã cập nhật thêm đó chính là S+ mới đó chính là Mew Origin và sau khi Mew, Mew Origin ra mắt thì cái sự kiện đầu giá với cả Red Ro cũng sẽ có thay đổi trong một tháng sẽ có hai lần đấu giá với Mew Origin và đồng thời thì ở phần khung này thì bên bản lậu V8 cũng đang cập nhật thêm đó là cái khung của con một số S cộng khác khung của con shiny Mega Gardevoir đã có rồi này và đây chính là khung của con Mew Origin này một sự cái khung này thì chưa được chỉnh sửa vẫn là cái khung cũ thì bây giờ bản lậu V8 này đã có cái lịch mới thì đây là lịch mới của bản lậu V8 này và bản lậu V8 thì cũng đã vừa có thêm một cái cốt mới nữa thì bạn nào chưa biết thì có thể nhập vào đây là toàn bộ cốt của bản lậu V8 Và bản lậu V8 này sẽ có cốt ngày này à, Mỗi ngày các bạn nhập thì các bạn sẽ nhận được 16.888 kim cương Và bản lậu V8 này thì à, con tiếp theo chuẩn bị ra mắt Đó chính là con Shiny Mega Gardevoir Thì khi có những thông tin mới của bản lậu V8 này thì mình sẽ tiếp tục cập nhật Còn bây giờ thì có một số cái à, Có cái link mới mình đang để ở phần bình luận Thì các bạn sẽ tải cái link mới đó ở đấy Hiện tại đang diễn ra sự kiện đấu giá của Necroma Chuyển các bản tiếng trung bản tiếng trung ngày hôm nay cũng không có cập nhật gì, gì nhiều mấy à, chủ yếu đó là cập nhật hình ảnh của s cộng tiếp theo ở bản tiếng trung sẽ ra mắt vào tuần sau ở trong sự kiện đầu giá đó chính là shiny mega Garde, một trong những cặp đôi cùng với cả shiny mega Gardevoir. và đương nhiên là đến tuần sau thì sẽ bắt đầu cập nhật cái hình ảnh động của nó giống như shiny mega Gardevoir như thế này thì đây là một con theo như là phần duyên của nó duyên nó cũng hơi bị khó lấy đấy toàn s cộng này là cộng thêm 7,5% tỷ lệ bạo kích Và đây khả năng cao là một con tấn công rồi Trước đó đó là con Yamazenta uh, là con uh, Thuộc dạng phòng thủ rồi Thì đến lượt bây giờ là một con tấn công Thì con sau có thể là con hỗ trợ Nghe nói con này là có thể đứng đằng trước được Và có thể làm tăng được Nhưng tuy nhiên là lại có thể tấn công Thì cũng giống như là con Shiny Mega Tiraita chẳng hạn Có thể vừa phòng thủ vừa tấn công Và khả năng con này đó là gây ra hiệu ứng uh, chảy máu cào và làm cho địch không thể hồi máu này và kèm theo là có thể có khả năng đó là đánh trước giống như của gieo ra thì đây là một Pokemon được ra mắt để hỗ trợ tăng thị cường thêm cho team giác đầu sắp tới và Pokemon bậc S đi kèm với cả shiny mega gade đợt này đó chính là con Usifu một Pokemon bậc S với tổng chỉ số 550 thôi nhật tiếp đó chính là cái phần tiền tiên thạch này thì là tăng thêm nhiều chỉ số hơn à, mỗi thế thôi và ngoài ra là fix rất là nhiều lỗi của Mega Mewtwo X ở trong thời điểm uh, ra mắt thì chắc là khoảng một thời gian sau thôi là Mega Mewtwo X chỉ chính thức hoàn thiện và sẽ trở thành một bậc SS uh, mạnh nhất trong game hiện tại bây giờ thì cùng chờ xem là uh, shiny Mega De tuần sau ra thì có hỗ trợ nhiều dành cho team giác đầu hay không còn uh, lúc này thì uh, Chuẩn bị đang có cái uh, server test của Shiny Mega Garde rồi Chuyển qua bản tiếng Anh Bản tiếng Anh ngày hôm nay đã chính thức cập nhật đó là Diamond Kyo Và kèm theo đó là một Red phụ của Kyo này Có cả Groudon luôn Và bắt đầu đó là sự kiện mùa xuân à, Một uh, sự kiện uh, thám hiểm Đây là lễ hội mùa xuân này, mở bán lại cái skin của con Diamond Groudon này Mở bán luôn cái skin của Meloeta này Skin diva này, rất là đẹp Skin của Jiaqi này Thì chúng ta sẽ biết được đó là Lúc này là chuẩn bị là có cái sự kiện uh, lấy S cộng đợt này rồi Thì sau tháng sau đó là cùng tháng 10 luôn Với bản tiếng Trung Bản tiếng Trung về ra mắt s mới Đó là một con um, khả năng cao đó là Black hoặc White QRAM Thì uh, bên bản tiếng Anh này sẽ ra mắt Đó là Mega TNC vào tháng 10 tới Và hôm nay thì bản tiếng Anh này Có một số sự kiện như là đăng nhập Nhận quà này Một cái... Uh, Spring Pokemon này nhìn rất đẹp này sự kiện thám hiểm này ở sự kiện này thì bạn sẽ nhận được đó là các cái điểm action point đợt này là lấy được đó là Pokemon Mr. Mime này trong này thì coi như là một cái sự kiện đều dạng như là gửi bốn Pokemon của bạn đi thôi giống như là phần bit dispatch đấy sau khoảng tầm 15 phút nữa thì sẽ thành công này Và bắt đầu sẽ nhận được những phần quà này Năm trước cũng có rồi này Năm nay thì Vẫn chưa có quà gì à, Vẫn có một nhân vật mới ở trong sự kiện này để các bạn lấy được Phần cuồng cuối vẫn là 6 Mảnh văn năng đỏ và 500 à, và Kim cương này Đâu nhỉ Mình nhớ là có một nhân vật mới ở trong này cơ mà này móc này cũng có rồi này rất là nhiều quà này một rune đỏ này rất là xịn này Mr. Mime ở đây tiến sĩ Oak đây là nhân vật mới sẽ có ở trong cái sự kiện đợt này các bạn lấy được Spring Carnival này sự kiện mùa xuân này lấy là 7 ngày lễ hội này đến ngày thứ tư sẽ có sự kiện Red Draw phụ của con nào đó thì chưa biết hình như là ở phần kia thì mình xem lại sau thì tiêu kim cương được hoàn kim cương đợt này thì các bạn có thể lấy được đó là Uh, thêm được uh, rất là nhiều mảnh vẫn năng vàng hoặc đỏ đến từ cái sự kiện này và bản tiếng anh ấy, à bản tiếng uh, anh ngày hôm nay đã đầu mở đây phần mega chính thức mở đó là Asgenza các bạn sẽ lấy được đó chính là từ con Greninja thường như thế này đây là một a cao vip không này nhưng mà cũng đã có được Greninja 12 sao rồi và chuẩn bị đổi thôi sang ngày mới thì các bạn sẽ được 10 lần tức là account này chuẩn bị đó lên được con uh, Asgenza rồi và Brian Kyo thì dạng hơi bị khó đấy 55 mảnh và 80 cái này bây giờ cần Pokemon hệ nước nữa chưa có à, cũng có 127 mảnh kia rồi thì phải đợi lên được con Kyo 11 sao thì mới có thể áp được Nói chung là đường đường lên vip không à, đường lên S của vip không bản tiếng Anh cũng rất là khó bởi vì là cũng kiếm đồ rất là nhiều luôn thì ra mắt được cả vừa ra vừa Brian Kyo rồi bộ skill cũng đã có ở đây các bạn có thể đọc ở đây này bộ skill nó rất là dài bộ skill của diamond kill đây đọc đến dài rất là thích luôn và kèm theo nữa là bản tiếng anh cũng đã mở một mega mới ngày hôm nay đó chính là con mega Blaziken để các bạn có thể đi kèm với cả team lửa nếu mà lên đường zmo đi cùng team lửa thì nó sẽ rất là mạnh ở trong thời điểm này Có một cái clip của Mega Blaziken nó đã kill được cả hai con đó là Raimon Kyo với cả Asgenza nhưng mà đấy điều dạng như là hên xui thôi. Pokemon Pop này. Ừ, cái này thì các bạn nên chơi liên tục rồi. Đó là các bạn uh, ghép này. Các bạn có thể di chuyển bất kỳ từ vị trí nào cũng được. Cứ 5 cái thì nó sẽ tạo ra được một cái um, búp. Bạn thích di chuyển đến tận đâu cũng được. Cứ nên đến, đến tầm 5 hoặc 6 cái như thế này Thì các bạn sẽ có được đó chính là cái Hướng đặc biệt Đây thì các bạn để ý đang có cần phải 6 cái con Charmander này thì các bạn cứ ghép những cái đó thôi Đây là một trò chơi ghép hình Và trong này sẽ đổi được đó chính là cái shop Shop thì đổi được thêm một số cái đồ này Quan trọng nhất vẫn là cái búa này Cái bao tay ở à, găng tay đấy với cả cái chìa khóa Canto này. đợt này thì có cái sự kiện rune này ba cái này thì cùi này các bạn có thể bỏ qua. À, sự kiện đổi mảnh này mảnh đợt này thì cũng là có thêm một số bậc S hiếm mới. bạn nào mà không chơi biết được thì có thể lấy được S hiếm ở trong này kiểu gì S về sau cũng rất là dễ kiếm luôn, cho nên là cũng không cần phải bận tâm về lấy bậc S thì đó là những sự kiện và những cập nhật mới của bản tiếng anh ngày hôm nay